MC Trấn Thành chia sẻ gì trong đám cưới Diễm My 9X mà khiến cô dâu chú rể bật cười thích thú? MC Trấn Thành đã góp mặt trong buổi tiệc cưới của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn, đồng thời được mời lên sân khấu phát biểu và chúc mừng cho đôi uyên ương. Trong bài phát biểu của mình, MC Trấn Thành không chỉ mang đến những lời chúc mừng chân thành mà còn gây cười cho mọi người bằng những đạo ngôn từ hài hước. Cách cầu hôn, cách ra sân khấu thay vì bình thường sẽ có những lời nói rất chung chung nhưng họ dành khoảnh khắc thiêng liêng nhất cho nhau. Tôi rất xúc động khi nghe hai bạn nói lời nguyện thề với nhau. Tôi biết hai bạn đang nói rất thật chứ không phải viết ra một cách sáo rỗng. Tôi thật sự cảm thấy may mắn cho em tôi đã gặp được một người đàn ông tử tế, tinh tế và đầy kinh tế. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những lúc bất đồng quan điểm. Những lúc cảm thấy khó khăn nhất, sắp buông tay nhau nhất hãy nhớ đến hôm nay và đi hết quãng đời còn lại. Chúc hai em hạnh phúc, MC Trấn Thành chia sẻ. Khoảnh khắc này không chỉ làm cho cô dâu chú rể mỉm cười mà còn làm cho quan khách tại buổi tiệc tràn ngập tiếng cười. MC Trấn Thành cũng không ngần ngại khen ngợi ông xã của Diễm My 910 với sự tinh tế và đầu óc kinh doanh khéo léo. Sau buổi tiệc cưới, MC Trấn Thành và Harry Won đã cùng nhau rời về, trong khi một số khách mời khác tiếp tục cuộc vui tại một quán bar cùng với vợ chồng Diễm My 9X đến tận khuya. Diễm My 9X và Vinh Nguyễn bắt đầu quen biết từ năm 2016 tại liên hoan phim tại Úc và từ đó, họ dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Cuối năm 2022, Diễm My 9X nhận được sự cầu hôn lãng mạn từ bạn trai trên khinh khí cầu tại Úc, kết thúc hành trình hẹn hò đầy ngọt ngào và quyết định bước vào hôn nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Việt News để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.